Kính chào các quý vị đồng nghiệp và các thầy cô đang theo dõi chương trình tôi. Sau đây tôi xin trình bày qua về cái vai trò của phẫu thuật nạo vét hạch và giảm thiểu u đối với những cái trường hợp ung thư buồng trứng giai đoạn muộn và tái phát, kèm theo có cập nhật ASCO 2024. Và như các bạn biết thì ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, giai đoạn từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4 thì 80% các trường hợp này đều có cái khả năng tái phát sau khi điều trị tương đối bài bản ở bước 1, và cái tỷ lệ tái phát thì cũng rất là cao, trên 80%, và cái thời gian tái phát theo cái line 2, line 3, line 4 trở đi thì cái thời gian tái phát càng ngắn lại. Do vậy cái lựa chọn điều trị là cái line 2, tức là sau khi mà ung thư buồng trứng tái phát nó rất là quan trọng, thì sẽ lựa chọn là anh có điều trị phẫu thuật và kèm theo là điều trị hóa chất. Thì việc điều trị phẫu thuật triệt căn hoặc là điều trị giảm thiểu u hoặc là phẫu thuật một cách nó đầy đủ, như là lấy u tối đa rồi lấy được các cái tổn thương còn lại nhỏ nhất để phục vụ cho cái việc điều trị bổ trợ sau khi mà phẫu thuật cũng đóng vai trò quan trọng, vì nó sẽ kéo dài cái thời gian mà tái phát tiếp theo hoặc là làm giảm các cái biến chứng sau khi mà điều trị. Và sau đây là tôi xin báo cáo một số cái nghiên cứu về đánh giá vai trò của điều trị phẫu thuật với ung thư buồng trứng tái phát. Các nghiên cứu này cũng đã được các cái trung tâm lớn ở trên thế giới cũng đã nghiên cứu tiến hành từ rất sớm, từ đầu những năm 2000, tức là đến hiện tại có một số nghiên cứu cuối cùng là kết thúc từ năm đến năm 2020. Những cái nghiên cứu này thì đã cho các cái kết quả cũng rất là thú vị. Một số nghiên cứu đánh giá chủ yếu là cái thời gian sống thêm toàn bộ và cái thời gian sống thêm không bệnh trong những trường hợp cố gắng lấy hết những cái tổn thương với ung thư buồng trứng tái phát ở lần đầu. Đó là nghiên cứu Desktop, có nghiên cứu Desktop 123, nghiên cứu GOG 213, và gần đây nhất là cái nghiên cứu SOC, nghiên cứu SOC 1, đã được tiến hành rất là bài bản và rất dài để nhằm đưa ra những kết luận cuối cùng có giá trị nhất về cái vai trò của phẫu thuật giảm thiểu u tối đa ở trong cái trường hợp các ung thư buồng trứng tái phát có lợi ích như thế nào. Và từ ba nghiên cứu này thì người ta cũng đưa ra là gì, là cái từ những cái giá trị của nó thì người ta sẽ đưa ra gì, cái cách lựa chọn cái bệnh nhân theo cái thang điểm như nào để đạt được cái khả năng phẫu thuật công phá u tối đa, hay còn gọi là phẫu thuật R0 nhưng mà chúng ta cũng hay sử dụng, đó là điểm IGO và điểm iModel. Đây là thiết kế nghiên cứu Desktop 1 thì cũng tiến hành từ rất là lâu rồi, khoảng từ đầu năm 2000, và là một trong nghiên cứu tiên phong để đánh giá cái vai trò của phẫu thuật giảm thiểu khối u đối với những ung thư buồng trứng tái phát mà rất hay gặp. Và cái này nhằm đánh giá cái khả năng mà bệnh nhân có thể lựa chọn được. Từ đó trong nghiên cứu này người ta đưa ra thang điểm AGO là những cái thang điểm quan trọng để cho những cái bệnh nhân mà có lựa chọn vào trong phẫu thuật, và cái để có một cái, những cái giá trị rất là cao, ví dụ như là không còn tổn thương u ở lần phẫu thuật đầu tiên hoặc dịch ổ bụng dưới 500ml. Thì trong nghiên cứu kết quả cho thấy là gì, nếu mà có IGO dương tính thì gần như bệnh nhân đạt được cái giá trị là lấy được hết tổn thương, giá trị dự báo dương tính lên đến 79%. Và nghiên cứu Desktop 2 cũng là nghiên cứu tiếp theo thì cũng để tập trung chủ yếu đánh giá khả năng dự báo phẫu thuật lấy hết tổn thương. Và nghiên cứu Desktop 3 là nghiên cứu quan trọng nhất, là thiết kế nghiên cứu là đối với những rất là chuẩn là ung thư buồng trứng tái phát ở lần 1 và có điểm IGO là dương tính, và chia làm hai nhóm là nhóm được phẫu thuật công u tối đa, sau đó được điều trị với phác đồ với nền tảng Platinum, và cái nhóm còn lại là cái nhóm không phẫu thuật, là nhóm chính được điều trị phác đồ hóa chất đơn thuần, và sau đó là nếu mà có đáp ứng thì có thể phẫu thuật. Mục tiêu chính ở nghiên cứu này thì là người ta đưa ra cái giá trị đối với thời gian sống thêm toàn bộ OS và những cái mục tiêu khác như là thời gian sống thêm không bệnh hoặc là những cái tỷ lệ phẫu thuật lấy hết u, từ đó đưa ra cái giá trị là cái dự báo để anh cho các cái bệnh nhân có thể tham gia vào cái phẫu thuật
có để có một cái kết quả tối ưu. Kết quả nghiên cứu Desktop 3 này là một trong những kết quả có giá trị. Thì trong cái báo cáo ở trong cái ASCO 2020 thì các cái kết quả đã cho thấy là gì, đối với cả những cái về OS, tức là cái thời gian phục hồi toàn bộ, đối với nhánh chỉ phẫu thuật thì phẫu thuật nếu mà còn u và phẫu thuật lấy hết u thì cái giá trị lấy hết u rất là cao với p và nhỏ hơn 0.01. Và đối với nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật cũng cho thấy là cái p nhỏ hơn 0.01, tức là nó có giá trị rất là rõ ràng đối với cả OS giữa hai nhóm không phẫu thuật và phẫu thuật, và cái nhóm chỉ phẫu thuật không mà lấy được hết u cũng có rất có giá trị. Và tuy nhiên bên cạnh cái nghiên cứu Desktop 3 thì có một nghiên cứu là SOG 213 cũng có một thiết kế nghiên cứu tương tự, người ta cũng đánh giá chia làm hai nhóm, nhóm phẫu thuật được và nhóm không phẫu thuật mà chỉ điều trị hóa chất đơn thuần. Và tuy nhiên nhóm đối với cả cái nhóm mà không điều trị không phẫu thuật mà chỉ hóa chất đơn thuần thì người ta cũng có điều trị thêm cái bevacizumab. Và cái kết quả nghiên cứu của nhóm này cũng cho thấy là một cái sự có một cái sự khác nhau đối với nhóm Desktop 3 là không có sự khác biệt khi mà kết thúc nghiên cứu giữa nhóm phẫu thuật được và nhóm không phẫu thuật chỉ điều trị hóa chất đơn thuần cả về OS và PFS. Tuy nhiên đối với cả dưới nhóm thì nó lại cũng có những cái giá trị về PFS, tức là cái nhóm phẫu thuật tối ưu, tức là khối u còn lại rất là nhỏ, và đối với nhóm phẫu thuật không tối ưu vẫn còn u ở trên mặt đại thể trên lâm sàng thì cái thời gian mà không bệnh hoặc là cái diễn biến sau mổ thì bệnh tái phát sớm hơn. Từ các nghiên cứu trên và đặc biệt là các cái nghiên cứu về Desktop và một số cái nghiên cứu khác thì người ta bắt đầu nghĩ đến các cái chỉ số để mà cho các cái bệnh nhân mà tham gia vào các cái nghiên cứu này, đặc biệt là những bệnh nhân mà có cái chỉ định làm sao mà tham gia vào cái chỉ định phẫu thuật, có một cái chỉ định phẫu thuật có lợi nhất cho bệnh nhân sau khi mà bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn tái phát lần 1, thì người ta đưa ra các chỉ số ngày AOG và chỉ số iModel. iModel là cái chỉ số cũng là có giá trị nhất mà người ta sẽ áp dụng vào trong cái nghiên cứu sau, nghiên cứu SOC 1 là cái nghiên cứu mới nhất và cũng là nghiên cứu dài hơi và cũng đã được báo cáo nhiều lần ở ASCO 2020 và đặc biệt là kết thúc ASCO 2024. Chỉ số iModel là cái chỉ số mà như các bạn nhìn ở trên cái màn ảnh thì người ta đã dựa vào các cái tiêu chí như là giai đoạn FIGO này, rồi những cái tổn thương còn lại sau khi mà phẫu thuật lần đầu tiên còn hoặc là không còn, và cái CA125 chỉ số sau khi mà tái phát nó là dưới 105 hoặc là trên 105 và có sự hiện diện của dịch cầu bụng. Thì cái chỉ số IGO này, chỉ số iModel này thì thường sau khi mà các cái tổng hợp lại thì có hai cái nguy cơ là low risk, là nguy cơ thấp là dưới 4.7 và nguy cơ cao là trên 4.7. Và nghiên cứu cuối cùng là nghiên cứu SOC1 là cái nghiên cứu mà ở đây tôi đánh giá là cái nghiên cứu có giá trị nhất, mà kết thúc cái nghiên cứu này vào năm 2019, như các bạn nhìn thấy là tháng 3, tháng 6 năm 2019 là đã kết thúc nghiên cứu và đưa ra cái kết luận cuối cùng. Đối với năm 2020 là kết luận là ở ASCO thì có cái kết quả là cái tỷ lệ PFS là khác nhau giữa nhóm không phẫu thuật và nhóm phẫu thuật, và có sự dưới nhóm cũng có sự khác nhau và có cải thiện về OS và PFS. Tuy nhiên đối với kết quả này thì nó tương tự với cả đối với những cái ung thư buồng trứng tái phát nhạy cảm với platinum thì phẫu thuật không làm tăng thời gian sống thêm toàn bộ. Tuy nhiên kết quả cho thấy có lợi ích đối với nhóm chỉ điều trị hóa chất sau đó chuyển điều trị phẫu thuật, và nhóm điều trị phẫu thuật có thời gian không tái phát cao hơn nhóm hóa chất đơn thuần. Và kết quả cho thấy giá trị của phẫu thuật trên thực tế lâm sàng của nhóm ung thư buồng trứng tái phát được điều trị tại các trung tâm chuyên khoa và được lựa chọn chỉ định điều trị đúng đắn. Đây là thiết kế nghiên cứu của SOC1.
cũng tương tự nghiên cứu desktop. Tuy nhiên là cái kết quả cuối cùng thì nó cũng có một sự khác nhau. Đây là cái phân tích về thời gian sống thêm toàn bộ. Đối với cái nhóm nghiên cứu của SOC1 thì không thấy có sự khác nhau và sau khi kết thúc nghiên cứu. Tuy nhiên đối với cái cả một cái trường hợp đặc biệt đó là cái có cái giao thoa nghiên cứu, tức là khi mà người ta đã phẫu thuật rồi và bệnh nhân mà đối với nhóm mà không điều trị phẫu thuật mà chỉ điều trị hóa chất và sau đó lại được phẫu thuật để mà tiếp theo thì lại có sự khác nhau, tức là có cái kết quả nhất định đối với cả cái OS và cái PFS. Và đây đối với cái kết quả đối với cả cái nhóm dưới nhóm thì cũng có sự khác nhau, và giữa cái hai cái nhóm trên là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật, phó nhóm điều trị nhóm chứng. Đây là cái bài báo cáo trong cái ASCO 2024. Và kết thúc cái nghiên cứu SOC1 cho thấy điều trị phẫu thuật tối đa với nhóm ung thư buồng trứng tái phát lần đầu nhạy platinum trên 6 tháng không làm tăng thời gian sống thêm toàn bộ của nhóm này. Tuy nhiên, phẫu thuật thì có ý nghĩa nhất định về thời gian sống thêm trong nhóm chỉ có điều trị hóa chất đơn thuần. Và sau cái nhóm điều trị hóa chất đơn thuần, nếu mà được điều trị phẫu thuật tiếp thì lại có một cái vai trò nhất định là kéo có thể cải thiện thời gian sống thêm không bệnh. Và tuy nhiên cái kết quả này thì sẽ phụ thuộc vào cái trung tâm phẫu thuật, khả năng của phẫu thuật viên, kinh nghiệm lựa chọn của cá thể hoặc là những cái bệnh nhân mà tham gia vào cái nghiên cứu, cũng như là cái bệnh nhân được chỉ định và điều trị trong cái nhóm tái phát và nó hợp lý thì mới có cái kết quả được như là mong muốn. Sau đây tôi xin trình bày tiếp theo là cái vai trò của phẫu thuật vết hạch ở trong cái nhóm bệnh nhân giai đoạn muộn. Và đối như ta biết là đối với cả cái nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn sớm, giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì phẫu thuật vết hạch cũng được lựa chọn theo từng trường hợp bệnh nhân, theo từng giai đoạn. Ở tại bệnh viện ca thì hiện tại chúng tôi cũng có áp dụng vết hạch đối với một số trường hợp, đặc biệt là một trong những trường hợp ung thư buồng trứng giai đoạn 2 hoặc là những ung thư buồng trứng mà cảm giác có di căn hạch, và thì chúng tôi sẽ có những vết hạch hệ thống. Và đối với bệnh nhân giai đoạn muộn thì hiện tại chúng tôi cũng đang có những cái chỉ định vết hạch nhất định và cũng dựa trên các nghiên cứu thế giới. Thì đối với cả cái nhóm giai đoạn muộn thì với ASCO 2024 thì có nghiên cứu về Caraco pha 3 thì cũng có đưa ra kết luận nhất định về cái ung thư về vết hạch trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. Bên cạnh việc phẫu thuật tối đa vết hạch, hệ thống cũng được khuyến nghị nếu mà có hạch nghi ngờ di căn ở trên lâm sàng hoặc là trên chẩn đoán hình ảnh hoặc là các cái chỉ định trước khi mổ đánh giá trên PET CT rồi trên chẩn đoán hình ảnh thì cũng có những vai trò nhất định ở trong cái việc vết hạch. Trên thực tế thì 50% các trường hợp không thấy hạch nghi ngờ ở trên đánh giá trước mổ cũng có thể dương tính là di căn hạch nếu mà vết hạch thường quy theo hệ thống. Tuy nhiên các nghiên cứu ở trước đây cho thấy kết quả vết hạch trên nhóm này cũng không làm gia tăng thời gian sống thêm. Và nghiên cứu của Caraco cũng được tiến hành để tiếp tục trả lời câu hỏi trên. Và đây là cái thiết kế nghiên cứu Caraco, tức là đối với những cái ung thư buồng trứng giai đoạn 3 và giai đoạn 4A và không có nghi ngờ hạch ở trên sau phúc mạc và cái phẫu thuật và điều trị tối ưu ở trong cái first line đầu tiên và các cái tổn thương cuối cùng sau khi mà trên đại thể là dưới 1 cm thì cũng có thể tham gia vào nghiên cứu này, là được phẫu thuật vết hạch và không được phẫu thuật vết hạch. Thì sau khi mà đánh giá cuối cùng thì đấy, như kết quả trên các bạn thấy thì cái khi kết thúc nghiên cứu thì không có sự khác biệt về cái thời gian sống thêm giữa hai cái nhóm, nhóm được vết hạch và nhóm không được vết hạch một cách thường quy đối với cả cái thiết kế nghiên cứu trên, và cả về thời gian sống thêm toàn bộ cũng như là PFS. Tuy nhiên dưới nhóm thì có một sự khác nhau, tuy nhiên là nó cũng không thật rõ ràng.
Và kết luận thì kết quả nghiên cứu Caraco cho thấy việc vết hạch sau phúc mạc là kết hợp với phẫu thuật tối đa ở trên nhóm ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, được phẫu thuật trước hay sau hóa trị bổ trợ đều không cải thiện về sống thêm nếu không có hạch nghi ngờ di căn. Và việc vết hạch nên trong trường hợp có những cái tổn thương nghi ngờ, những cái hạch mà trên 2 cm và trên PET-CT hoặc là trên những cái đánh giá về chẩn đoán hình ảnh thì chúng tôi nghi ngờ, thì chúng tôi sẽ vét và có thể giảm cái thời gian phẫu thuật kéo dài, giảm nguy cơ có biến chứng trong và trong phẫu thuật. Và cái việc vét hạch này cũng rất là quan trọng, vì phụ thuộc nhiều vào trung tâm điều trị và lựa chọn bệnh nhân thích hợp mới có hiệu quả. Và cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn đồng nghiệp.